chưa? Chở tôi đi học. Lẹ lên. Cái gì nữa? Ui, nhỏ bữa. Tới nữa hả? Không sợ đâu nha. Gì mấy thằng ông nội? Ba thằng như con voi vậy đó. Quánh như nhỏ như con dế mà ba thằng cầm ghế hả? Làm sư phụ bất giận. Con hèn dữ vậy mày. Cái gì vậy Lý? Tuấn á sư phụ, làm con bị đau chân mà không chịu chở con đi học nữa. Nhỏ con gái nó bị si cà que, nó nhờ tí xíu mày làm cái gì mày không chở? Không có sư phụ. Chở đây lên. Dạ. Chậm thôi, đau chân. Thằng này làm như nó không có cảm giác với con gái ta. Chở đâu viện? Trời ơi! Nào! Bao bao không à? Ngày hôm nay trời trong xanh đẹp như tranh. Mình cùng dạo vòng quanh cả thế giới đừng vội nhanh. Một hành trình nhạt ký yêu thương đời mình ngáp vu vơ về tình đầu em ơi. Ngày hôm ấy là cô bé tù đôi mới, vậy mà giờ đã lớn trưởng thành hơn mặc về cười. Chạy đi dưới rừng bước em thôi, phải ngờ mãi kêu xa đẹp tuyệt vời. Anh ở vùng quê khu nghèo khó đó, có trăm điều khó. Muốn lên thành phố nên phải cố sao cho bụng anh luôn no. Thế rồi gặp em nhưng vùng vỡ đã lỡ đêm lại nhớ nằm mơ gọi tên em. Thiên lý ơi em có thể ở lại đây không? Biết chăng ngoài trời mưa giông nhiều cơ đơn lắm. Tôi